Như quý vị đã biết, mỗi năm thì cái vận hạn đến với con người chúng ta sẽ cũng sẽ khác nhau. Vì vậy mà gì không tuổi nào giống tuổi nào, đúng không ạ? Và vận hạn của các tuổi trong năm 2022 như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì đầu tiên chúng ta biết là gì? Năm 2022 sẽ là năm Nhâm Dần. Đó là tất cả những người tuổi dần bao gồm những người sinh năm 1974 là Giáp Dần, những người sinh năm 1986 là Bính Dần, những người sinh năm 1998 là Mậu Dần, những người sinh năm 1950 là Canh Dần hoặc là 2010 là Canh Dần, và những người sinh năm 1962 là Nhâm Dần. Thì đó là những tuổi bị phạm thái tuế năm 2022 Nhâm Dần. Đấy là những người tuổi Dần, đúng không ạ? Và tuổi thứ hai là gì? Dần và Thân tương xung. Đó là những người tuổi Thân thì cũng sẽ bị gì? Những người tuổi Thân sẽ bị phạm vào thái tuế. Tiếp theo là gì? Những người tuổi Tỵ. Tỵ thì lại bị lục hại với thái tuế, đâm ra đây là một trong những tuổi xấu, đúng không ạ? Thứ tư là gì? Những người tuổi Hợi. Hợi rơi vào phá thái tuế, đâm ra cũng rất là xấu. Như vậy là gì? Trong năm 2022 Nhâm Dần có các tuổi xấu nhất là gì? Tuổi Dần, tuổi Thân, tuổi Tỵ và tuổi Hợi. Đó là bốn tuổi xấu nhất bị phạm thái tuế. Tôi ghi này, phạm thái tuế nhé. Đầu tiên là chúng ta có bốn con giáp bị phạm thái tuế, đó là tuổi gì? Dần, tuổi Thân, tuổi Tỵ và tuổi Hợi. Đó là bốn con giáp bị phạm thái tuế. Thì bên cạnh đó cũng sẽ có ba con giáp bị phạm vào tam tai. Đó là gì? Năm những tuổi Thân, tuổi Tý. Tuổi Thân này, tuổi Tý và tuổi Thìn. Thì những tuổi này bị phạm tam tai 3 năm liên tiếp là vào năm Dần, Mão, Thìn, đúng không ạ? Cái tuổi Thân, Tý, Thìn ấy thì bị phạm tam tai vào 3 năm liên tiếp là năm Dần, năm Mão, năm Thìn. Thì năm 2022 Nhâm Dần là năm đầu tiên của cái phạm tam tai. Vậy thì với những cái tuổi xấu thì trong năm 2022 thì sẽ hóa giải vận hạn như thế nào? Một là những người bị hạn thái tuế, hai là phạm tam tai. Và cái tuổi xấu nhất là tuổi Thân, đúng không ạ? Tuổi Thân thì bao gồm những người là gì? Vừa bị phạm thái tuế lại vừa bị phạm tam tai. Thì đó là năm tuổi xấu nhất trong năm 2022 Nhâm Dần. Để hóa giải cái vận hạn của năm ấy, đầu tiên trong cái lễ nghi giao thừa đầu năm thì người ta sẽ sử dụng một cái phù thái tuế. Đấy. Cái phù thái tuế này để làm gì? Thứ nhất là gì? Để nghênh đón thái tuế, dán trước cửa nhà mình để nghênh đón thái tuế trong năm 2022 Nhâm Dần, đúng không? Sau cái phù này thì ghi ra các con giáp bị phạm thái tuế trong năm 2022 Nhâm Dần. Đây những con giáp này: tuổi Hợi, tuổi Tỵ, tuổi Thân và tuổi Dần. Đây là những con giáp phạm thái tuế. Và các tuổi này, 4 tuổi này, 10 tuổi, đúng không? 4 tuổi, ví dụ tuổi Hợi là 4 tuổi 16, 28, 40, đấy, vân vân đến 100. Và gì? Tuổi Tỵ cũng vậy. Đây từng tuổi phạm thái tuế. Đó là cái phù thái tuế đầu tiên là để hóa giải hạn thái tuế của năm. Thứ hai là gì? Cái kim bài thái tuế. Kim bài thái tuế là gì? Năm nay là 2022 Nhâm Dần. Thái tuế năm 2022 Nhâm Dần là hạ ngạc đại tướng quân cai quản, đúng không ạ? Dưới đây là có ghi gì? Ghi niên hiệu của ngài, đúng không ạ? Ghi niên hiệu của ngài trong năm 2022. Và đằng sau thì là âm dương bất quái và cái gì? Cái phù thái tuế, có khắc phù thái tuế. Khắc phù thái tuế đằng sau cùng ghi niên hiệu của năm và biểu tượng của năm là con hổ. Đây, cái này thì quý vị có thể đặt trong túi này, trong ví này, sau ốp điện thoại để quý vị mang lại gì nghênh đón thái tuế và hóa giải cái hạn thái tuế của năm 2022 Nhâm Dần. Đó là kim bài thái tuế. Tiếp theo là gì? Để hóa giải hạn thái tuế và tam tai thì người ta cũng sẽ sử dụng một cái gọi là vòng tam hợp quý nhân, đúng không ạ? Vòng tam hợp quý nhân này nó có các bộ tam hợp là gì? Dần, Ngọ, Tuất, Tỵ, Dậu, Sửu, Hợi, Mão, Mùi và Thân, Tý, Thìn. Thì với những người tuổi thân tý thìn thì chúng ta sẽ sử dụng ba cái hạt là gì? Ba cái hạt tam hợp là Thân, Tý, Thìn để chiêu mời quý nhân cho những người tuổi Thìn, hóa giải cái vận hạn của năm, hóa giải xung sát, hóa giải thị phi cho người tuổi Thìn, tuổi Tý là bị phạm vào Thân, Tý, Thìn là phạm vào tam tai đó. Thứ hai là với những người tuổi Hợi, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Sửu thì chúng ta sẽ sử dụng cái vòng tam hợp là Tỵ, Dậu, Sửu. Đấy. Thứ ba là gì? Những người tuổi Dần, Ngọ, Tuất thì Dần, Ngọ, Tuất là tam hợp, nó được hợp với thái tuế, được ngài bơm cho nhiều, đâm ra là quý vị có thể gì? Sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là Dần, Ngọ, Tuất để chiêu mời quý nhân, để được quý thần tương trợ giúp cho vận hạn trong năm được hanh thông thuận lợi. Và cuối cùng là gì? Vòng tam hợp là Hợi, Mão, Mùi, đúng không ạ? Hợi, Mão, Mùi thì tuổi Hợi là bị phá thái tuế nhưng đồng thời cũng là hợp với thái tuế, đâm ra những người tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Mùi thì cũng cần phải sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi, Mão, Mùi để gì nghênh đón thái tuế và chiêu mời quý nhân giúp đỡ. Đấy. cầu cho công danh tài lộc sự nghiệp của mình được viên mãn. Tiếp theo là gì?
Chúng ta sẽ có thể sử dụng thêm một cái vật phẩm nữa là gì? Là cái Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo là cái pháp khí của nhà Phật, đây có năm chữ là Úng Mani Bát Minh Hồng đây. Và gì? Và đằng trong này này nó có một cầu pha lê, cái này bằng bạc 990 nhé, nó là bằng bạc 990. Trong này có một quả cầu pha lê, đấy, có chứa gì? Trong đó thì có chú Bát Nhã Tâm Kinh và biểu tượng của Quan Thế Âm Bồ Tát. Đấy, với chú Bát Nhã Tâm Kinh thì mang lại may mắn bình an đấy, cho gia chủ và có tác dụng là chiêu tài lộc cho gia chủ. Đây cho quý vị xem hình Quan Thế Âm. Đấy, khi mà quý vị xoay vào hoặc để camera điện thoại sẽ hiện ra. Nếu quý vị để chuẩn thì sẽ hiện ra trọn bộ là gì? Quan Thế Âm Bồ Tát cùng lại bài kinh chú Bát Nhã Tâm Kinh. Đấy. Đây là cái Minh Quang Pháp Bảo. Thì Minh Quang Pháp Bảo dùng được cho các tuổi đấy, để hóa giải cái vận hạn về thái tuế này, hóa giải về vận hạn về tam tai này, và cái này có tác dụng là chiêu tài lộc rất là tốt. Đấy, mang lại may mắn bình an cho gia chủ. Tiếp theo là gì? Với nữ mệnh ấy thì quý vị có thể sử dụng cái gì? Cái hoa dương cát tường. Cái hoa dương cát tường được sử dụng cái bằng cái chữ 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 chữ, chữ vạn của Phật pháp này, của Phật giáo này. Bên cạnh là các loại hoa dương, đâm ra là trong này thì có thể mở ra được, nên quý vị có thể cho thêm một cái phù vàng trong đấy, để chiêu tài lộc cũng như là hóa giải cái vận hạn, cái thị phi của năm. Đây là hoa dương cát tường. Tiếp theo là gì? Với nữ mệnh thì chúng ta có thể dùng thêm một cái gì? Một là dùng hoa dương cát tường, hay là có thể dùng cái Minh Quang Pháp Bảo cầu này. Đấy, cũng có là một pháp bảo của nhà Phật, và trong đó đây cũng có gì? Cũng có giống hệt cái hình lục giác, thì nó cũng có những cái cũng có chú Bát Nhã Tâm Kinh và biểu tượng của gì? Của Quan Thế Âm Bồ Tát. Và cuối cùng là chúng ta sẽ đến cái vật phẩm cuối cùng là cái này. Cái này là cái Bát Bảo Tâm Kinh. Bát Bảo Tâm Kinh ấy là một cái vật phẩm của nhà Phật, nó được làm bằng bạc S999 đây. Bạc 999. Đấy. Thì trong cái này ấy, ở mặt trước nó có khắc gì? Khắc 8 cái pháp bảo của nhà Phật. Đấy, như là Vô Tận Kết Bồ này, Bánh Xe Pháp Luân này, Lọng này. Đó, Cá Chép này, Song Ngư này. Đấy, và Bảo Bình này, đấy. Đấy. Bên trong thì có khắc 6 chữ Lục Tự Đại Minh Chú, Lục Tự Đại Minh Chú. Lục Tự Đại Minh Chú của nhà Phật. Đấy, đằng sau là gì? Đằng sau là cái chú Bát Nhã Tâm Kinh. Đấy, khắc toàn bộ chú Bát Nhã Tâm Kinh ở đằng sau. Kèm theo cái biểu tượng hoa sen là cái nơi tọa thiền của chư Phật. Mang lại may mắn, bình an, tịnh tâm cho quý vị. Đâm ra là gì? Đây là những cái vật phẩm mà quý vị có thể sử dụng để hóa giải cái vận hạn của năm 2022 nhâm dần. Rất là tốt. Thì tất cả các vật phẩm này, tất cả các vật phẩm hóa giải này thì trong ở tại Phong Thủy Lộc Tài thì đều được các thầy thầy Gia Cát khai quang trì chú. Thầy sẽ khai quang trì chú và xem nó cái ngày sử dụng cát lợi nhất cho quý vị, hợp tuổi quý vị, để thứ nhất là gì? Hóa giải cái vận hạn cho quý vị. Và thứ hai là gì? Nó mang lại cái thâu thu tài lộc và may mắn cho quý vị. Trong năm 2022 nhâm dần là một năm mà cực kỳ nhiều thị phi và nhiều cái biến động. Nên quý vị có thể là liên hệ thỉnh trực tiếp vật phẩm tại Phong Thủy Lộc Tài bằng cách là gì? Comment xuống bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với số điện thoại hiện trên màn hình để biết được gì, để thỉnh được vật phẩm phong thủy chuẩn chỉ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở những cái chương trình tiếp theo.